chú đưa lấy giáp phát rồi sữa. Trời ơi trời. Nó nhậu mới hết. Cái gì? Tôi mẻ cái cây ấy tôi đâm vô. Cây ấy. Tôi nghe, hồi nãy là hút cái keo cho tôi uống hả? Cái cỏ cũng heo, cũng heo, cắt tay cho tao. Ờ, cũng heo. Wow. Heo nữa. Cây cỏ cũng heo đó. Thì à, gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Nhiều mà, cũng hậu thì ngon tới bà đó. Anh em chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì hôm nay mấy anh em được sự hỗ trợ của anh Trinh với anh Thanh Liệu với anh Bình. Chị Gấu với Gia Lan. Thì hôm nay chuẩn bị mấy anh em đi qua bên nhà của anh Bình á, là hút ong mặt gừng. Được sự hỗ trợ cái tem của anh Sinh đó cả nhà. Thì mấy anh em đang chuẩn bị đợi phà bên cù lộ Dung qua Lai Ngãi. Giờ cũng tới hai chiếc rồi. Qua chiếc hai một lượt luôn. Chiếc này chiếc bự hơn. Chiếc này chiếc 200. Chiếc này chiếc số 4. Giờ mấy anh em từ bên nhà anh Sinh chuẩn bị đón phà về bên trà ếch ở vườn anh Bình để hút ong mật. Ba xuống phao hai chạy không biết nữa. Wow. Ở con phà này 200 là phà bự nè. Ôi, công sức nó quá trời bự luôn cái nhà. Kiếp à, hai máy luôn. Ồ, oh, wow. Quá dữ. Rồi, mấy anh em mình xuất phát thôi cả nhà ơi. Bữa nay được sự hỗ trợ của Tem Anh Sinh đi cùng á cả nhà. Thì cảm ơn Tem Anh Sinh rất là nhiều luôn. Thì em cũng gần tới vườn của anh Bình rồi cả nhà. Thì anh Bình với mấy anh em ở trong vườn. Giờ em ở ngoài đây thì em đón ông anh ở trên gần nhà em chạy xuống. Đó là gọi là thợ bắt ong. Đang đón. Đang chạy xuống. Rồi ông anh vừa xuống tới cả nhà ơi, đang đi vườn điện luôn. Ô mẹ lâu quá không gặp. Đâu ông anh mình cũng xuống rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em mình tiếp tục hành trình vô vườn hút ong. Đi vô vườn nhà mình cũng phải xa vô vườn đó cả nhà. Hên là có được nó hút đồ đan. Đây cũng vắng
nhà luôn. Cái này giấc tối đi mình lên chết sợ luôn. Rồi, mấy anh em mình nè, chuẩn bị cái nhà ơi. Có cái dao bự được không? Đây xích đẳng chút kìa, đi đẳng chừng 15 mét. Có ông đẳng á. Đây là chuyên gia phải đốt ong đến từ Phong Nẫm. Dao đâu? Nó dao đẳng kìa. Không bước qua mương chạy đi không sao đâu, nó mương nó không đội chỗ tàu nó vừa đó. Thấy không? Đây nè, cây xài thứ hai á. Đây là bước qua mương đó, cây xài thứ hai thứ ba. Là trong lần nghề có khác ha. Đơn giản này cả nhà. Mặt, nói chung là đốt mật ong là không dùng quá chất gì hết. Chỉ lá cây sợi dừa là hốt. Nó về giống như chị mình nén nha. Lấy về chứ. Em xin đi. Lúc này vậy nó cháy ra. Tổng nó đi không có đem lùng rồi, trời ơi gần chịu rồi. Đi gác bên đi trong vườn hả? Đi trong vườn lận mà chụp thuốc mọi thao ốc ốc à? Có làm xương xương chưa ha? Có làm xương xương chưa? Chưa chưa có làm. Nó đi nè chứ thôi, ngủ có ngủ vô nữa, ngủ nhậu rồi. Ừ còn bi ổn Giang đi chưa ông bé? Đi rồi. Ông mà chơi dao rồi dao dữ à. Đem theo bể ruộng á. Vậy thôi đó hả? Vậy là quất đó. Có đem đồ chụm gì đó không, để luôn. Có cái bốn lưới đâu rồi? Một lưới nãy ông bỏ bên cầu vô bé. Đồ đi, hốt đồ rồi lấy đồ đựng cá mày chơi luôn. Rồi tiến hành nha. Đâu? Nó đi vô lộ qua đó đó. Đâu. Cái cây thứ hai đó. Cầm cái thôi không chịu. Hai tay hai đầu. Hai tay mệt nhiều hơn. Có quẹt đâu? Quẹt đây. Quẹt khe nè. Đây có quẹt khe nè. Có không? Ngon. Quất quá không? Không lúng. Lội đại đi không lúng. Bỏ dép đây không không? Rất khô mà. Sao? Có sát bên đó. Hả? Có cục mặt không? Tôi tưởng nó không có. Tôi thấy nhỏ nhỏ xíu à. Tôi sợ cá của mày luôn rồi. Đây. Bỏ tay rồi. Vì là ok hả? Cái nón ở đâu rồi? Cái này mở một lưới rộng ra chút. Cái này là không phải đi hút ong mà tại vì không có đem bắt lắc dĩ, không có đem đồ người. Rồi ok. Ok phải không? Một phút 30 giây. Mặt này dễ lại nghỉ người đó. Dễ không xuống. Dễ. Nãy ra ăn trong xương quà không thôi. Tôi ăn đi gãy phân rồi bé rồi đi. Đây là cái nhà. Sen. Nè. Ồ, ổ ong à. Quá trời luôn. Canh cái này có đón thứ nhiêu mặt không thôi. Bích mấy. Tại vì nó mặt cái nhô bự. Đứng cái này được không? Đi gót xuống. Wow.
quá trời cục mật ơi, quá trời cục mật, cắt sáp bỏ luôn hả? Ừ, phà khối xuống đây các bạn thợ ơi. Cái gì? Phà khối xuống đây cái. Cắt cục mật, cắt sáp bỏ luôn hả? Ừ, cắt luôn đi. Ổn trời. Quá trời cục mật luôn. Cục mật bự luôn hả? Cục sáp cũng bự. Ồ, quá trời dần cháy luôn rồi đây nè. Nói chung em cũng không có đồ nghề, mong cả nhà thông cảm cả nhà ơi. Ngồi đây quay không được, không có được tròn cảnh. Ồ, cục mặt tròn vậy đó hả? Mặt tròn ấm. Nè, lên dưới mày, phải lên dưới thần. Ở dưới mày thổi đi. Không sao đâu, không sao đâu. Thổi thổi lên. Ờ, thổi lại gần mày á. Ok đó hả? Xong. Mau đi. Ồ, cục mặt bự ra. Sao ổn. Ồ, ngon rồi. Ê, ông Thổi cầm giùm tôi mấy cái này nha ông Thổi. Cái gì? Cầm cái gì đó đó. Ờ. Tôi không dám cầm. Sao ông? Đau quá. Quá cục mặt ơi. Tao phải đưa đi. Thổi thổi. Mày thổi thổi lên. Quá rồi cái nhà ơi. Chích, chích đẳng đi. Cái gì cháy luôn. Ơi đừng cháy vào kinh. Cháy vào kinh. Con ngon quá trời con ngon luôn. À. Cái này mà phải chiều lại ngon. Thôi thôi. Đứng 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 lên kìa, giờ lên kìa. Wow, quá cả nhà. Ok. Tôi bị hết mũi rồi. Bắt mũi à? Bé lắm rồi. Dục đút à? Ừ. Em bia chích hết mũi rồi. Ôi nó bu nó sắn vô của nó mà hiểm, nó cộp 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 ra. Để nó nặng như vậy. Bằng dao ghê chứ. Ôi cục mặt nó bự vậy đó hả? Ừ. Ồ. Mà người dắt ra chắc được có chừng nửa lít cái gì. Nhỏ mà ông Thổi ơi. Nhỏ là cục phấn hả? Quá trời cục phấn. Ủa này chừng nửa lít à. Cục phấn quá trời cục phấn. Bộ cái này. Ủa đây cái nha. Quá trời. Mất hồn cái tàn đi ông Thổi ơi. Cái này nấu cháo dữ lắm, ngon luôn à anh Bình ơi. Wow. Đây cục mặt. Cái gì nặng lắm á. Ừ. Thấy không? Đã à? Cái này mày chấm vôi mới đã nữa. Mày chưa đóng vôi hả? Chưa chấm vôi, chấm vôi rồi nó chấm phủ bít mấy cái mặt này nè. Ờ. Quá trời đã luôn. Ủa, gì nó chấm? Quá trời cái gì rồi. Rồi quá trời. Đi. Vô cái bọc ấy có thằng Thiện. Ừ. Bọc cá của nó. Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên cái bọc á, bọc cá mắc cỡ. Rồi anh cắt lấy nhiêu lấy đi. Lấy gì? Mời khai. Ừ. Còn như vậy em hồi cho một bạn em đi chứ không có đâu không? Anh em mình chia người mới. Ờ, lấy đi, lấy nhiêu lấy đi. Anh em không à? Con ngựa con ngựa đi. Trời ơi trời, anh em không? Kia đi. Đi ít nữa đi. Tại xa nhà quá tôi cũng chừng kia để rồi. Nè. Để về cho bạn tôi nó cắt. Ít vậy, lấy nhiêu hả? Ừ, lấy nhiêu rồi. Thường mới, chưa có nhà trời. Để mong bữa nào ấy gì tôi điện nha. Ừ.
Cảm ơn nhiều nha. Có gì đâu. Rồi. Đây. Cái này không? Biết chứ. Nhớ không ông Thoại? Đây có đường rẽ một để qua cầu từ anh từ ra này tới. Đây đang đi vườn mà điện gấp quá không đem đồ nghề luôn, không đem gì hết. Lấy túi lấy cá quất vô. Cái này mình làm sao vậy? Để đi một hồi về dưới mình ấy ra lột ra hả? Cái này là cách làm sao lấy được con nhiều không Thôi? Mà cắt ra gì đây miếng miếng rồi cái cắt cái dĩ này ra một bên vũ cắt bên kia vũ rồi để ẹt. Cái này không có con gì nó cháo bọn trên cái này nè. Cắt cái miếng nhỏ nè. Cái này đập cắt cái dĩ này đập rớt ra rồi xong cắt cái dĩ bên kia béo lắm rồi. Còn gì bằng nữa? Cảm ơn nha. Có gì đâu ạ. Rồi bye. Thôi về trước nha cô bé chứ. Về trước đi. Rồi. Giờ hai anh cũng nhà vừa đúng về rồi. Có đường đang bị không? Cái tôi có ai đâu nhà tôi bỏ hai ba cái. Ông gì đó. Giường mà nó. Mặt ông cả nhà nãy giờ mình lại trễ rồi. Mà có lại sớm cũng không dám vô nữa. Dạ đó. Anh xin chị Gấu với anh Liệu thì là trễ tí. Ồ, hai cháu đủ anh Bình bẻ ngon kìa. Thế gì vậy, anh xin thăm nữa đâu. Rồi cắt gì chảy ra ngoài vậy. Nè em thử rồi. Wow. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Ồ, ngon kìa. Ngon. Quá ngon. Chảy miếng rồi. Dạ làng. Dạ làng. Ăn chút. Chú dạ làng ăn cái bánh. Bánh rồi. Mang anh Bình ơi ăn cục mà. Để em ăn lên. Ăn đó vừa ngọt ngay cho ăn này. Em này mà thôi ăn đó đi. Ăn cục á. Vì quyên mặt ông vừa nhà ăn đó. Ăn mặt cả nhà ơi. Quá trời. Ông nè. Tầng nữa mặt nó mới ngọt. Tầng nữa nó chưa có dôi mà. Chưa phải. Cái này gầm á. Ờ gầm sáng chăng không có mật. Không, sáng chăng là không có mật. Nấu cháo. Thì xui lấy cái miếng gõ con này nè. Mà lấy cái bể không? Lấy miếng chó cắt cái này chấm ông mặt ăn một cái. Cái này nấu cháo rồi nghe anh xin. Cái này không. Mấy cái này bánh này nè. Này trên đó. Cái đó thì hơi già. Cái nào cũng được. Cái đó cầu cá ngừ. Cắt cái dưới chót cái đó trên, cắt miếng đều ăn. Ngon lắm. Cái bột quá. Đúng rồi, cái bột chỗ anh Bình á. Cái này nè. Cắt miếng đều chấm ăn. Con nướng lá chuối rồi hả Liệu? Cái dao ăn tặng rồi. Con sữa đó mới béo đó. Bổ lắm. Con sữa đó bổ. Chung ăn nó bổ lắm. Ăn được bổ lắm. Ăn đại đi chấm vô ăn đại nó béo ngấy luôn. Né né bên hả Liệu cho chuyện quay. Chị hả? Liệu ăn chanh với ông hả? Chị Ho. Chị Ho. Ồ sữa kìa. Chấm với mật ong anh xin. Trời của đó ngon lại luôn á. Béo. Cái gì bằng. Ơi. Giờ lại ăn này giờ. Bánh con thôi. Bỏ đi. Nó ăn nè. Em chén miếng từ từ anh ơi. Coi là thằng Hoàng đó thiệt. Vậy. Béo. Nè em ăn cục nè. Béo quá béo à. Không, em muốn ăn cái đó. Béo lắm, nó ngọt béo dữ lắm. Chuột nha, đồ này nó mang cục rồi. Vậy đi đi, ăn miếng rồi nha nè. Cái này bự quá rồi. Nè chú. Béo. Chú. Nó Liệu. Béo quá à. Bằng với cái nhà. Mời cái nhà kìa. Đây. Chú Út và làng. Để ăn tao không đội nón vậy. Đã không? Thì con thử miếng đi. Không có chạy. Nó đeo anh. Bước miếng lấy chú non anh Bình. Gì vậy? Bỏ cái cục này vô cái bọc nè. Em về cho bà lão rồi. Ủa? Mình ăn cái này à? Mình ăn cái gì này được rồi. Em về lại chạy vô. Vô có
chồng cô tính làm lớn nữa không phải đi kiếm anh Bình cái để làm thuốc ở ngoài này nhiều lắm, ngoài nhiều lắm vô nữa nè. Anh Bình nãy vô đây luôn á, chưa ghé nhà. Chưa về nhà. Thế cục có đem về cho cô rồi, để cô làm thuốc rồi. Chắc đợi chú ngồi. Mình ăn cái ghẹp cũng hết. Đừng sắc nữa Bình. Chắc thương ra. Được hả? Ờ, thế là chắc. Mà vô cái bọc lấy hai cái bánh để lại ngoài này luôn đi Bình. Ồ, cục mật nó ngon hơn. Nhiều quá trời. Quá trời mật luôn. Mọi người lấy miếng lấy chuối mới được. Nhỏ, quạnh nước nhiều. Nên quá. Còn gì đâu, cục mật này nó dày dữ anh Sinh. Đúng rồi. Mấy phân mật trời. Nhiều. Còn nữa, còn nhiều lắm. Này mình cũng nhát ông lắm cả nhà, không dám lại gần. Thấy mặt cho nó có thấy gì đó. Này vô nữa nè. Ngon lắm, ăn được. Xin ăn tấu. Vậy. Đã lắm. Ăn mình sáng cái nó này ha, sáng là mình hít được ngủ ha, ngủ một canh á. Là bao tử mình nó chắc. Cầm lắm giờ ta ăn. Ôi, kìa. Cái liệu ăn đó, cái liệu. Béo mập quá, mập. Làm gì cũng mệt. Leo vừa mệt hả? Nghỉ leo rồi đó. Lên. Sắp đi lần kêu nữa nè. Nhưng không lên cả chục ký lô mà không ha. Nghỉ kêu rồi, bẻ ba trái gì đủ rồi. Thở gì đó hả? Rồi ăn 15 chén cơm hoài đi rồi có luôn à, có luôn, muốn nghỉ mặn gì ra ngoài bà mẫu rồi sao biết không, đào hết nổi mập hả kìa, mập mệt lắm á. Ngồi vừa đó vừa ăn luôn đó, có cái vừa ăn mai cho ông nhà làng đào hàng chục công đó rồi. Thôi à, đi không kịp đâu, qua phà xa lắm, chiều mới bắt. Sáng ổng lên ổng đóng quân cầm cắt cái chòi ngay cái hang đó rồi đào tới chiều bắt. Hả ông giờ là thấy rồi, thấy hang rồi, hỏi ông Thiện không? Ông Thiện không có hôm qua. Mùa sáng phải không? Có. Cái hang chuột bò đó. Không. Chỗ kia kìa. Đó nào. Chỗ mình hôm qua kìa. Hết biết cái gì. Đậu rồi, đậu đậu. Nước là vừa ngọt luôn. Buổi sáng 9-10 giờ mình đi được rồi. Chắc chạy. Ăn cơm hước. Ngon này cả nhà. Xin quất hết chai nước vừa ăn xin. Uống chai này nằm đây. Hết không xin? Hết rồi, xin uống hết rồi. Không, chai đây có lít, gần lít nước á. Đừng hát mấy cái đó bỏ nha. Tôi. Miếng nó ngon á. Thử cái bình chai này hết không? Thử rồi. Nó liệu uống hết cái dừa đó nó sợ luôn á. Mời cả nhà uống nước dừa nha. Thử rồi, hơi bình cảnh này. Bay. Trời. Uống cái dừa mới có 7-8 giây vậy. Nè. Nó trái làm luôn. Dữ vậy. Thằng mệt. Lẹ đi, đừng đi thách đấu với mày. Nè. Vô. Ngưng là thua rồi, thua rồi. Thua, gọi thua. Dữ dằn, hơi bên cảnh. Bây giờ khỏi nó, đừng lên nữa. Mày hết trái rồi. Cũng còn nhiều quá. Giờ anh Bình đang bào trái dừa về cho con trai cưng. Ông Bình ơi, tôi nói ông làm cho mệt, ông chặt ra tôi uống nữa luôn đi. Ê, ông chặt ra tôi uống hết luôn á. Nãy giờ là thấy tôi là ăn nhiều lắm mà nghe xong thánh liệu nói là tôi phải đi lắm giò á. Chưa nữa. Nè, bụng tôi nè. Thì nãy giờ mấy anh em mình cũng hút ong với uống nước dừa cũng rồi cả nhà. Thì mấy anh em mình chuẩn bị thu xếp về tiếp tục qua bên nhà anh Sinh quậy nữa. Thì chắc video của mấy anh em mình xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha.